Có rất nhiều anh em thắc mắc tại sao Ưng Thái có rất nhiều vàng nhưng không bao giờ đeo mà tối ngày chỉ đeo chiếc vòng trầm hương Phật bản mệnh này. Thì có lý do hết nha anh em, bởi từ ngày Thái đeo chiếc vòng này Thái cảm nhận được rất may mắn và bình an. Ngoài ra công việc kinh doanh của Thái cũng thuận lợi hơn, gặp khó khăn là điều vượt qua dễ dàng. Và chỉ trong một năm thì số tiền Thái kiếm được còn nhiều hơn rất nhiều năm cộng lại. Và đây là lý do tại sao Thái luôn đeo chiếc vòng này. Bật mí thêm cho anh em thì Thái thỉnh vòng ở bên phòng Thị Thí Văn nha. Có rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao chỉ trong một năm mà Thái đã mua được 4 căn nhà và 5 chiếc xe hơi, thì hôm nay Thái sẽ trả lời luôn. Đối với Thái, để thành công thì có 3 thứ: 1 là nỗ lực, 2 là học tập, 3 là may mắn. Mà nhắc đến may mắn thì Thái nghĩ một phần không nhỏ đến từ chiếc vòng trầm hương Phật bản mệnh này. Ngày này cũng một năm trước thì Thái có thỉnh bên Thí Văn, từ ngày thỉnh thì công việc thuận bờm xuôi gió mà tiền vào như nước. Và đặc biệt hơn nữa là rất may mắn và bình an, chỉ sau một năm mà Thái đã có được những thứ Thái ước mơ từ lâu. Anh em quan tâm thì Thái bật mí của Thí Văn nha. Đây lì xì em đầu năm nha. Lấy anh hết dễ này, lấy anh hết dễ này, lấy luôn vậy đó. Lấy anh kệ này, kệ này, kệ này. Tổng tiền của anh bao nhiêu em? Dạ, của anh là 101 triệu ạ. À. Kiểm tiền đi em, mua cả đống đồ như vậy mà có 100 triệu rẻ vậy em. Dạ, tại vì bên shop em đang có chương trình sale up to 70% toàn shop, với lại có mua 3 tặng 1, mua 2 tặng 1. Ngoài ra là khi mà mình mua view trên 5 triệu á, là mình sẽ được ốc lì xì độc đắc anh. Trong đây mình sẽ trúng lì xì và Mr. Rebox nữa. Ok, em bóc giùm anh một cái đi. Bóc cái nào cũng được em. Dạ, cái này mình trúng một cái tay sushi tự chọn em. Ok, đóng lại luôn cho anh nha. Dạ.
Anh Thái, em tới giao 300 chị dặn hôm trước anh đặt. Ok em, bữa anh cọc rồi, giờ còn nhiêu nữa em? Còn 1 tỷ nữa đó anh. Ok, chờ anh tí nha. Một tỷ của em đây nha. Còn cái này tặng em cuối năm nha. Ừ. Này lì xì em cuối năm nha. Anh em dạo này mỗi khi thấy ăn cơm hay lê ra đều không thể thiếu nước mắm sao Quỳnh này. Bởi độ mặn ngọt thì quá vừa miệng, nghe nói cá được muối tươi ngay tại thiền, đúng là hàng cao cấp quý ở độ tươi ngon. Chấm thì đỉnh mà nêm nếm đồ ăn lại càng tuyệt. Mắm này đặc biệt với hương vị lạ, ngon vì độ tươi. Cũng là cá cơm làm ra nhưng mà khác xa những loại mắm Thái hay mua bên Tây về. Bởi vậy muốn biết mắm ngon hay không cũng cần có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm nha anh em.